Thập Chỉ Liên Tâm, Liệu Pháp Y Mau Mạch. Thầy Dư Quang Châu báo cáo tại hội nghị của Liên hiệp Khoa học UIA ngày 8 tháng 2 năm 2015, tại lễ tổng kết công tác nghiên cứu và ứng dụng của Liên hiệp Khoa học UIA, thầy Dư Quang Châu đã báo cáo về chủ đề khoa học Thập Chỉ Liên Tâm, Liệu Pháp Y Mau Mạch với kỹ thuật chườm đá vùng gan, giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng, phòng chống và đẩy lùi bệnh tật. Tôi xin chúc mừng. Tôi đã công tác tại Liên hiệp Khoa học UIA là như vậy là 17 năm rồi. Và năm nào cũng có báo cáo và năm nào cũng có những cái hấp dẫn. Và năm nay có cái hấp dẫn hơn, đó là nổi về tập chỉ đạo. Công việc của chúng tôi là đã thực hiện như vậy là được hơn 2 năm rồi. Thì tháng 3 này chúng tôi sẽ làm cái nghiệm thu về cái đề tài thập chỉ đạo. Thì ai cũng biết là rất là nhiều người sau 2 năm thì điều ai cũng biết là cái phương pháp thập chỉ đạo là của bà Lương Cố Lương Y Quỳnh Thị Lịch. Và đây là hình ảnh của Cố Lương Y Quỳnh Thị Lịch. Rồi tôi là cái người thừa kế cái phương pháp của Quỳnh Thị Lịch qua một cái người học trò của một người học trò nữa của bà Quỳnh Thị Lịch, tức là anh Lương Y Hoàng Duy Tân. Chúng tôi quyết tâm là thực hiện cho được cái phương pháp này. Sau một năm thì chúng tôi phát hiện được cái cơ sở khoa học của cái thập chỉ đạo này, mà sau này chúng tôi đổi tên là thập chỉ liên tâm, thì đó chính là liệu pháp y mau mạch, la medicine de capillaire. Thì cái nguyên nhân của tất cả cái bệnh tật mà thì ai cũng biết là thống bất thông, thông bất thông, nhưng mà để giải thích về mặt đông y thì ta nói là khí hư là quyết thư gì đó, nhưng mà cái giải thích không rõ. Nhưng mà đứng về mặt cơ chế, đứng về mặt cái cơ sở khoa học thì những cái bế tắc trong cơ thể người ta tất cả đều nằm ở cái mau mạch. Và cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tật là đều nằm ở mau mạch hết. Cái phần này tôi xin lướt qua, chỉ nói sơ qua thôi. Và như vậy là khi sử dụng cái liệu pháp mà thập chỉ đạo hay là thập chỉ liên tâm thì là giúp làm cho khai thông những cái mau mạch bị bế tắc. Và cái cách khai thông mà bế tắc của bà Quỳnh Thị Lịch thì bà Quỳnh Thị Lịch sử dụng cái những cái bộ khóa. Nhưng mà sau khi chúng tôi tìm hiểu về cái anatomy thì thấy tất cả những cái bộ khóa đều nằm ở cái động tĩnh mạch của cái cơ thể mình. Và khi mà khóa động tĩnh mạch giống như những cái suối con sông lớn mà bị chặn lại, thì những cái con suối kia nó lập tức tăng áp suất và nó tăng cái độ chảy, làm giãn mạch bao mạch, và nó làm cho những cái rác rưởi nằm ở trong cái mau mạch được lưu thông. Và đây là những cái khóa ở cổ tay hay là khóa ở nách. Và hiện nay là chúng tôi được biết thì chưa có một liệu pháp chữa trị không bằng thuốc nào có thể tác động hiệu quả như liệu pháp y mau mạch. Và cái ba điều mà cơ bản để giúp thông mau mạch thì thứ nhất là giảm gót chân. Ai cũng biết là cái liệu pháp giảm gót chân của Michael Lang, người Nga. Và chúng ta chỉ cần mỗi ngày nhón gót giảm cái gót chân thật mạnh xuống, giảm xuống và chậm, từ từ chậm rãi thôi. Và mỗi ngày nếu ai mà giảm được 200 cái thì theo ông Michael Lang sẽ không bị đột quỵ. Cái điều đó đã chứng minh và ông Michael Lang đã thành công về cái liệu pháp này. Cái thứ hai là chườm đá vùng gan trong vòng 1 giờ đồng hồ. Thì chúng tôi sẽ nói một chút xíu, sẽ nói rõ cái này. Cái thứ ba là bơm máu theo liệu pháp y mạch của bà Quỳnh Thị Lịch. Thì cái phần bơm máu là chúng tôi đã nói hồi kỳ trước, và lần này chúng tôi xin qua chỉ tập trung cái vấn đề mà sử dụng đá massage. Thì cái phần mà kết luận của chúng tôi về vấn đề thập chỉ của thập chỉ đạo của bà Quỳnh Thị Lịch thì thập chỉ đạo là cái phương pháp của bà Quỳnh Thị Lịch và không hề mà dính dáng gì ở cái nước ngoài hết. Mà cái đó, điều đó là cái điều đặc biệt, không hiểu vì sao mà bạn tìm được cái liệu pháp này. Và thập chỉ đạo không hề liên quan gì đến là đường kinh hay là huyệt đạo của Trung Quốc. Trước đây chúng tôi có tham khảo tài liệu của bà Quỳnh Thị Lịch thì thấy có 10 đường kinh, nhưng mà khi tìm hiểu cho kỹ 10 đường kinh thì chúng tôi thấy là 10 đường kinh đó
liên quan đến 10 đường kính cân của Trung Quốc, cho nên chúng tôi quyết tâm bỏ ra, bởi vì nó không dính dáng gì tới cái bài Quỳnh Thị Lịch hết. Và như vậy là hôm nay là chúng tôi sẽ nói sâu về cái kỹ thuật trường ẩm dùng gan bằng đá lạnh sàng. Lý do tại sao mà tôi nói cái này, cái thứ nhất là khi tìm hiểu liệu pháp y mau mạch của bà Quỳnh Thị Lịch ấy, thì mới thấy rằng là phương pháp của bà Quỳnh Thị Lịch là cái một cái phương pháp làm giãn mau mạch ngoại vi, có nghĩa là làm cho những cái vùng ngoại vi ở trong cơ thể được máu huyết được lưu thông. Cho nên là tại sao bà Quỳnh Thị Lịch nổi tiếng là chữa bệnh liệt do tai biến mạch máu não và rất là nổi tiếng. Ngoài ra những cái bệnh về nội tạng thì bà Linh không làm được, cái đó là điều dứt khoát. Thì trong thâm tâm chúng tôi làm sao mong muốn tìm được một cái liệu pháp nào có thể làm giãn được cái mao mạch nội tạng để hỗ trợ để cái phương pháp điều trị trong nội tạng. Thì may quá lúc mà tôi sang Pháp á, tôi dạy cho một cái lớp học gồm 30 bác sĩ người Pháp về cái liệu pháp, về cái phương pháp thập chỉ đạo của bà Quỳnh Thị Lịch. Thì họ đưa cho tôi cuốn La Medicine de Camillien, thì khi tôi đọc thì tôi mới chứng minh phát hiện ra thì ra là ông Zamanov người Nga là người cha đẻ ra cái phương pháp y mao mạch đã nói cái vấn đề này. Và ông dùng cái phương pháp là dùng cái khăn nóng chườm vào vùng gan và làm diệt vi khuẩn và đồng thời làm cho ổn định cái phần trong cơ thể. Từ đó chúng tôi mới thấy rằng, tìm lại những cái tài liệu thì thấy rằng là ngay ông Hippocrates ông nói là khi mà cơ thể mình tăng nhiệt độ thì vi khuẩn bị tiêu diệt. Thì ông làm một cái thí nghiệm bằng đơn giản thôi, ông cho hai cái đàn gà, một cái đàn gà thì dùng cái cholera, hai cái đều dùng cholera, nhưng mà con mà để ở chỗ nước lạnh tết thì tất cả đều bị chết, còn con mà để ở chỗ nước nóng thì những cái con gà nó không bị chết và tất cả đều sống. Và như vậy là dựa vào cái liệu pháp y bao mạch của Zamanov thì chúng tôi là nghĩ ra là dùng một cái loại đá massage để chờ mà dùng gan. Và chúng tôi làm bằng cách nào, thì ở trong cơ thể chúng ta đó là nữ thì khoảng 4.5 lít máu, nam thì khoảng 5 lít máu, nhưng mà trong 1 giờ đó thì 1 giờ đồng hồ á thì máu qua gan 60 lít mà qua thận chỉ 9 lít thôi. Thành ra là khi mà chúng ta chườm gan á mà trong vòng 1 giờ đồng hồ thì cái lưu lượng nó xoay quay khắp cái cơ thể mình á là rất là lớn, nó làm nóng hết tất cả tận cùng. Và như vậy thì cái cách mà chúng tôi á là chườm gan á là đơn giản thôi, tức là tôi sẽ dùng cái đá massage. Và cái đá massage tôi này chế biến lại, vì cái nguồn gốc cái đá massage này á là nguồn gốc của đá lửa Đức Bà Giang ở miền Đắk Lắk, cụm tục Đắk Lắk, Đắk Nông. Và như vậy á là cái cục đá nó giữ rất lâu. Và khi mà chúng tôi tìm hiểu về gan thì mới thấy rằng là gan giống như một cái thùng rác, mà gan cũng là một cái nơi để mà chuyển đổi những cái chất bổ trở thành cái chất mà có lợi cho cơ thể. Nhưng mà chúng ta là trong cái thời buổi bây giờ là thức ăn rồi tất cả các thứ không cần nhắc lại nữa, thì chúng ta biết là hàng ngày chúng ta tiếp nhận bao nhiêu chất độc trong cơ thể rồi, thì gan nó rất là mệt mỏi khi phải lọc những cái chất đó. Cái thứ hai là trong cái điều kiện này là chúng ta lại ăn uống là đầy đủ và nhiều chất dinh dưỡng so với trước đây, trong cái thời kỳ là trước, thì những cái chất đó lại không được là chuyển hóa, và những cái chất không được chuyển hóa thì nó biến thành chất độc và làm cho gan càng ngày càng mệt mỏi. Do đó mọi người cứ đi thử máu đi, tất cả những người sau 50-60 thì bao giờ cũng vậy, thấy là gan nhiễm mỡ, rồi men gan cao, rồi chưa nói cholesterol nó cao, rồi acid uric tăng, rồi các thứ. Thì như vậy thì vô tình là cái gan chúng ta là một cái nơi giải quyết chất độc, mà cũng là cái nơi làm cho cơ thể chúng ta càng lúc càng kiệt quệ nếu như cái gan đó không đủ năng lực để mà làm cái điều đó. Nhưng mà may quá chúng tôi đã nghĩ ra tới cái chuyện mà dùng đá massage để chườm cái này. Và khi mà chườm thì chúng tôi nó có hai cái cách. Một là đun nước sôi,
hai là bỏ vô lò vi sóng. Nhưng mà tôi á thì lười biếng, tôi thích lò vi sóng hơn. À, thì tôi dùng chỉ cần hai cục đá lò là đá massage thôi, tôi bỏ vô lò vi sóng. Và tôi bỏ thường thường á, tôi bỏ ban đầu á, tôi làm 3 phút, sau đó là 3 phút rưỡi, bây giờ tôi làm 6 phút. À, vì cái kết quả thật là bất ngờ. Và tôi làm sau 3 tháng rồi, tức là từ khi mà về nước hồi tháng 9 á, cho tới bây giờ tôi làm tới, rồi sau đó nửa tháng sau bắt đầu quyết định làm cái này, thì tôi đã thực hiện cho rất nhiều người và bản thân tôi và những cái bạn bè tôi. Thì tôi thấy là cái đá massage đó là khi mà chúng ta lắm nóng vậy rồi đó, thì bây giờ tôi nói cái cách làm sơ là mọi người sẽ thấy vậy nè. Thứ nhất, tôi dùng 3 cái chiếc tất, tôi trùm lại thành một chiếc tất, thành một, và tôi cho lò vi sóng 5 phút, rồi tôi đặt hai cái cục hình dọc vô trong đó. À, rồi tối tôi để một cái khăn mà tôi kẹp 2-3 lớp vậy, tôi chặn lên cái dùng gan là dưới cái đầu ti nha quý vị, là dưới bên phải, và tôi để cái khăn lên và tôi đặt cái đất mà có hai cục đá đã làm nóng trong vòng 5 phút rồi đó. Thì tôi lấy cái chăn tôi trùm trở lên nữa, và khi trùm lên vậy á thì tôi nằm mà tôi thấy nóng thì tôi dời xuống chút xíu, để nóng tôi dời lên chút xíu, và chỉ cần dời chừng 5 lần 3 lần gì đó thì nó không còn nữa, nó còn nóng nữa, bắt đầu nó ấm và nó làm nóng hết toàn bộ cái vùng gan. À, và khi mà làm nóng hết vùng gan này rồi, có nhiều khi tôi buồn ngủ tôi ngủ rồi thức dậy thấy 3 giờ đồng hồ là cái này vẫn còn ấm. À, nó đặc biệt là nó nóng 3-4 giờ đồng hồ. Thì bây giờ tôi thì giờ thì không có nhiều, tôi không có trình bày nhiều hơn, mà tôi chỉ nói cái kết quả của tôi. Thì tôi á thì 5 năm vừa rồi huyết áp cao, cholesterol trong máu cao, gan nhiễm mỡ, acid uric, rồi men gan cao. Thì tôi nói chỉ cần tôi ăn con cua con tôm gì đó là đi không nổi, sưng chân sưng tay đi không nổi. Mà mọi người phải hiểu rằng á là trong cuộc đời này sinh ra để ăn cho nó ngon, nhiều cái món ngon như thế mà không ăn được không có gì đau khổ bằng. Bây giờ tôi không có gan nữa. Thì sau 2 tháng rưỡi, tôi còn nhớ cái cách vừa rồi tôi đi xét nghiệm, thì bác sĩ ở trong cái bệnh viện Thống Nhất họ lấy cái xét nghiệm cũ với mới họ đo lại, ông nói trời đất ơi bây giờ sao trở lại bình thường hết rồi, tức là chỉ số bình thường hết. Mà trong khi đó 5 năm trời tôi dùng thuốc tây không suy diễn gì hết, bảo đảm luôn, tôi còn đủ xét nghiệm, còn đủ cái toa thuốc của bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi lấy xét nghiệm đó, tôi lấy bác sĩ, tôi nói bây giờ ông ơi, ông chuyên khoa tim mạch mà ông chữa tôi 5 năm trời tôi không nhúc nhích, bây giờ tôi làm cái phương pháp y học dân tộc, bây giờ tôi hết. Ông nói không tin, bây giờ ông viết cho tôi một cái phiếu xét nghiệm nữa vào bên Đức Hòa Hảo, và do bên Đức Hòa Hảo là cái bệnh viện cho ông làm, thành ra là khi thử lại xong thì tất cả cũng trở thành độc mạch. Thật là kỳ diệu. Và tôi nói ở đây là chúng ta nhiều người tuyến tiền liệt nè, tuyến tiền liệt chồm trong vòng 1 tháng là đi tiểu bình thường, không có đi tiểu đêm nữa, thực ra là chỉ 1 tuần lễ thôi là đã ổn rồi. Một cái người mà bị tuyến tiền liệt đi vô trong cấp cứu ở trong bệnh viện ở Bình Dân trên chỗ tôi á, thì học trò nó đến nó thầy ơi bây giờ làm sao, tôi nói bây giờ chồm đá đi, chồm 1 ngày 2 lần, trưa 1 lần, tối 1 lần. Và khi chồm vô xong rồi thì từ 125 mà 2 ngày sau còn có 85. Xin mời ạ. Quyết định 01. Xin mời ạ. Rồi cho thêm 1. Thế thì là tôi hôm nay tôi mong rằng là một cái phương pháp rẻ tiền, không có tốn kém nhiều mà lại hiệu quả, thì mọi người cứ thử vừa sử dụng là sẽ biết. Nhất là đối với người mất ngủ từ trước tới nay mà thường dùng thuốc ngủ thì bảo đảm lần đầu tiên ngủ chết bỏ. Rồi tôi xin cho biết. Và một chút xíu là khi giờ nghỉ thì mời mọi người ra quầy, tôi có đem một ít đá thôi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương.
cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.